chủ nhà tá hỏa phát hiện người đàn ông chết dưới gầm xe. Trưa ngày 30 tháng 4, ông Nguyễn Bình Khảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu cho phóng viên Dân Trí biết, sự việc được phát hiện vào sáng sớm ngày 30 tháng 4, tại gia đình anh T, chú xóm Tuần A, xã Quỳnh Châu. Vào thời gian trên, anh T đi từ trong nhà ra để lái xe đi làm, thì phát hiện một người đàn ông nằm chết dưới gầm xe. Ngay lập tức, thông tin được báo tới cơ quan chức năng, ông Khảng cho biết. Hiện cơ quan pháp y tỉnh Nghệ An đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân cái chết bất thường này. Được biết, đêm qua 29/4 tầm hơn 20 giờ sau khi đi làm về, anh T đánh xe lùi vào khu đất chống cạnh nhà mình để đỗ xe. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, khi ra đánh xe đi làm anh T phát hiện người đàn ông chết dưới gầm xe. Thông tin cho biết thêm, qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường không hề phát hiện trên người đàn ông này bất kỳ một thứ giấy tờ gì. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Nguyễn Duy, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.